Chúng ta trước hết thì hãy nhìn vào giá cả của BTC. Các bạn thấy được là giá BTC lúc mình làm cái video này là ngày thứ Bảy tại Hoa Kỳ, có nghĩa là bây giờ là ngày 18 tây tháng 7 năm 2020, thì chúng ta thấy là giá BTC vẫn tiếp tục đi trong phạm vi là từ 9.000 tới 9.200 đô. Thì BTC chúng ta cũng đã biết là đi trong phạm vi này trong vòng mấy tuần qua, và có rất nhiều những nhà phân tích kỹ thuật cho là đây là cái tuần cuối cùng chúng ta sẽ thấy được là BTC sẽ đi trong cái phạm vi nhỏ như vậy, có nghĩa là trong tuần tới đây thì chúng ta sẽ thấy được là giá BTC sẽ phá cái vùng này, nhưng mà đi lên hay đi xuống thì đương nhiên chúng ta không biết được, và cơ hội như thế nào chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Tại vì nếu như mà đi lên thì nhiều người cho là BTC sẽ thử lại cái vùng 9.400 đô, và nếu như mà đi xuống thì BTC sẽ thử lại cái vùng là 8.600 đô. Xin chào các bạn đã đến với Thuan Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Nói tới cái xu hướng kế tiếp, tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn tổng quát thị trường tài chính nói chung. Tại vì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là có rất nhiều những tài sản đã đi cùng một xu hướng, và nhất là đi cùng một xu hướng với lại thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Tôi muốn dành một ít thời gian để mà nói về tình hình của vàng, để các bạn thấy được là tình hình vàng bây giờ giống như là BTC kháng khích với lại chứng khoán như thế nào. Chúng ta cũng đã từng nhìn vào những cái biểu đồ và những cái bài viết liên quan tới là BTC trong thời gian khoảng chừng là mấy tháng qua, thì đi cùng một nhịp, đi cùng xu hướng với lại chứng khoán Hoa Kỳ, và đặc biệt chúng ta nói tới là S&P 500, chỉ số chứng khoán S&P 500. Thì đây là một cái biểu đồ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Cái biểu đồ này là các bạn thấy được là từ đầu tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại, có nghĩa là lúc mà dịch bệnh mới vừa xảy ra, thì chúng ta thấy được là ở Hoa Kỳ thì lúc đó khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng nổ là chứng khoán đi xuống rất là mạnh, đó chính là khoảng chừng là từ giữa cho đến cuối tháng 3. Và trên biểu đồ này chúng ta nhìn cái đường màu vàng, đó chính là vàng, cái đường màu xanh dương đó chính là chỉ số S&P 500. Thì rất rõ ràng là các bạn thấy được rồi, bắt đầu đầu tháng 4, có nghĩa là từ cái phạm vi này cho đến thời điểm hiện tại thì cái đường màu vàng ở trên màn hình và cái đường màu xanh dương là đi cùng một xu hướng, cho chúng ta thấy được là phần lớn vàng cũng tương tự như là BTC là đi cùng một xu hướng với lại chứng khoán bây giờ. Cho nên xu hướng kế tiếp của tất cả vàng hay là BTC đều phụ thuộc vào tình hình tài chính nói chung. Đây cũng là một lý do tại sao mà Thuận thường hay muốn chia sẻ nhiều tài liệu liên quan tới chứng khoán. Tại vì Thuận biết được là nhiều bạn chỉ quan tâm tới thị trường crypto, nhưng mà bây giờ các bạn sẽ thấy được là tất cả những thị trường đều có sự quan hệ mật thiết với nhau. Và tại sao là như vậy chúng ta sẽ nói tới một lát nữa. Tại vì chúng ta nhìn vào vàng bây giờ thì các bạn thấy được là vàng là 1.812 đô. Đây là chỉ giá của vàng ở trên CNBC, hợp đồng của vàng. Thì các bạn thấy được là sau khi mà vàng đạt được cái đỉnh cao nhất từ trước tới bây giờ, có nghĩa là ngày 7 tới tháng 7, thì trong vòng 2 tuần qua, khoảng thời gian đó thì vàng hoàn toàn đi hàng ngang. Tại sao? Một cái vấn đề mà rất là quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là cái sự tương quan giữa những thị trường như là thị trường BTC, thị trường vàng với lại thị trường tài chính nói chung. Tại sao? Tại vì các bạn thấy được là tất cả những cái thị trường bây giờ sự quan hệ rất là mật thiết, vì chúng ta thấy được là có những cái quỹ đầu tư lớn bây giờ bắt đầu là tích hợp BTC vào trong cái quỹ đầu tư của họ, coi như là một phần tiền đầu tư sẽ dùng để mà đầu tư vào thị trường Bitcoin. Và vàng thì khỏi nói, các bạn thấy được là vàng là một trong những cái công cụ đầu tư mà đã được sử dụng dùng để đa dạng hóa chuyên môn đầu tư của họ từ bấy lâu nay. Một quỹ đầu tư lớn để mà giảm đi cái sự nguy hiểm thì họ sẽ đa dạng hóa chuyên mục, có nghĩa là họ đầu tư một phần vào trái phiếu, một phần vào cổ phiếu, một phần vào vàng, và bây giờ một phần vào BTC. Đây là chúng ta đã nhìn thấy rất là nhiều những cái thông tin thường được chia sẻ với các bạn, như là quỹ đầu tư của Paul Tudor Jones đã nói là 2% là đầu tư vào BTC. Thì đây đương nhiên là một điều tốt đối với những cái thị trường như là vàng hay là thị trường như là BTC. Tại vì cái nguồn tiền lớn nhất đổ vào thị trường không phải là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ, mà là đến từ những quỹ đầu tư lương hưu. Có nghĩa là các bạn thấy là ở Hoa Kỳ nói riêng thì người dân đi làm, thường thì nhiều người dân họ sẽ không có tự mở chuyên mục chứng khoán để mà tự đầu tư, mà khi mà họ đi làm thì họ trích ra một phần của cái lương của họ gửi vào quỹ lương hưu, như là một cái pension hay là gửi vào một cái 401k. Đây là những quỹ lương hưu mà họ sẽ dùng số tiền của những người đó để vào để mà tham gia vào những thị trường và tìm cách kiếm được lợi nhuận, để cho những người đi làm sau này họ về hưu, họ có thể là lấy tiền đó để mà sử dụng. Những quỹ đầu tư đó rất là lớn, cho nên 1%, 2% của những quỹ đầu tư lớn đó đưa vào thị trường Bitcoin là một điều mà có sức ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta thấy được là cái nguồn tiền là một, nhưng mà lại chia ra một phần đầu tư vào vàng, một phần đầu tư vào Bitcoin, một phần đầu tư vào chứng khoán, thì cái sự tương quan nó sẽ càng ngày càng nhiều với nhau. Để cho các bạn một cái ví dụ, giống như là nhiều quỹ đầu tư bây giờ thì cái chiến lược mà họ sử dụng đó chính là trung bình giá, có nghĩa là những quỹ đầu tư này mỗi lần mà họ nhận được tiền từ những khách hàng thì họ sẽ dùng số tiền đó để mà mua những cái tài sản, và họ mua theo định kỳ, giống như là mỗi tuần hay là mỗi 2 tuần hay là mỗi tháng. Có nghĩa là họ sẽ trung bình giá những cái loại tài sản này như là chứng khoán, trái phiếu, vàng hay là Bitcoin. Và khi mà họ trung bình giá như vậy thì các bạn thấy được là mỗi một chu kỳ hay là mỗi một tháng hay gì đó, họ sẽ nhìn lại chuyên mục đầu tư của mình. Giả sử như là họ đưa ra cái chiến lược là 1% cái số tiền này là sẽ được dùng ở trong thị trường BTC, 10% dùng trong thị trường vàng. Và khi mà chúng ta thấy cái sự đột phá về mặt giá cả của một cái thị trường như là thị trường vàng, chúng ta thấy được là vàng đã có sự tăng trưởng đột ngột trong thời gian khoảng chừng là 2-3 tháng qua. Hay là chúng thấy được là BTC, Bitcoin thì trong cái thời gian từ đầu năm cho tới bây giờ thì cái phần trăm tăng trưởng của BTC vẫn cao hơn là thị trường chứng khoán nói chung rất là nhiều. Vì lý do đó, mỗi lần mà một tổ chức đầu tư thấy một cái mảng đầu tư nào mà có cái sự tăng trưởng cao về mặt giá cả mà có lời nhiều thì sẽ làm mất đi cân bằng. Giả sử như là vàng họ chỉ muốn đầu tư 10% của tổng số tiền, nhưng mà tại vì vàng tăng giá thì khiến cho là bây giờ vàng chiếm cái tỷ lệ là 13%, 14% của tổng số tiền. Và Bitcoin cũng tương tự, thay vì họ chỉ muốn 1% nhưng mà bây giờ là thành 2% tại vì BTC tăng giá, thì họ phải cân bằng lại chuyên mục đầu tư của mình bằng cách là bán đi những cái tài sản mà đang tăng giá, dùng tiền đó để mà đẩy vô những cái tài sản mà không tăng giá bằng hay là thậm chí đang bị lỗ, để cho cân bằng lại cái phần trăm ban đầu mà họ đã đưa ra. Vì lý do đó chúng ta thấy được là cái sự tương quan giữa các thị trường rất là nhiều với nhau. Một yếu tố khác có thể làm tăng thêm cái sự tương quan giữa những cái thị trường với nhau, đó chính là liên quan tới sự tương quan giữa chứng khoán và đồng đô la. Khi mà chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán có cái sự tăng trưởng thì cùng thời điểm đó chúng ta có thể thấy được là đồng đô la lại đi xuống giá. Và đồng đô la đi xuống giá có nghĩa là sẽ tạo ra một cái môi trường rất tốt để những cái loại tài sản như là vàng, như là BTC có được cái sự tăng trưởng về mặt giá cả. Đây cũng có thể là một những lý do dẫn đến cái sự tương quan với nhau trong thời gian ngắn hạn. Đương nhiên như chúng ta mới vừa nói tới, chỉ là trong thời gian ngắn hạn, các bạn thấy được là cái biểu đồ Thuận mới vừa chia sẻ với các bạn chỉ là một cái biểu đồ từ đầu tháng 3 cho tới bây giờ. Khi mà người nào đó cần tiền mặt, nhất là trong lúc mà khủng hoảng xảy ra, thì mọi người sẽ cần tiền mặt, họ sẽ bán hết tất cả những tài sản của mình, không cần biết đó là vàng, không cần biết đó là BTC hay là chứng khoán. Đó cũng là lý do tại sao mà các bạn thấy được khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng nổ Hoa Kỳ, thì từ lúc mà chúng ta thấy đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 3 thì các chỉ số chứng khoán đi xuống rất là mạnh. Cùng thời điểm đó các bạn thấy được vàng cũng đi xuống theo và BTC cũng đi xuống theo, tại vì tất cả mọi người chỉ cần tiền mặt. Đây là điều mà chúng ta đã nói tới trong những cái video trước đây. Thì câu hỏi kế tiếp là chứng khoán bước kế tiếp sẽ như thế nào nếu như mà có ảnh hưởng đối với lại giá cả của BTC. Thì muốn biết được là BTC xu hướng như thế nào thì chúng ta phải nhìn vào tình hình tài chính nói chung. Thì chúng ta rất là khó để mà trả lời câu hỏi là bước kế tiếp sẽ ra sao, tại vì bây giờ có rất nhiều điều mà chúng ta vẫn chưa có rõ liên quan tới là trong tuần vừa qua. Chúng ta nói riêng một tuần vừa qua thì một ngày các bạn thấy là chúng ta nhận được tin tức là Cali lại đóng cửa trở lại, hay là tiểu bang này hay là tiểu bang kia có nhiều ca nhiễm, có nhiều người tử vong, thì chứng khoán lại đi xuống rất là mạnh. Và ngược lại, chúng ta thấy là ngày kế tiếp là nhận được tin tức liên quan tới vaccine thì chứng khoán lại tăng lên. Ngày kế tiếp chúng ta lại nhận được cái tin tức là có thể là cái số tiền hỗ trợ sẽ không có, chứng khoán này đi xuống. Cho nên các bạn thấy được là có rất nhiều những cái nghi vấn bây giờ chúng ta vẫn chưa có câu trả lời. Và điều quan trọng hơn hết đó chính là cái gói hỗ trợ kế tiếp của Hoa Kỳ có tiếp tục hay là không. Và thường nói tới tiếp tục có nghĩa là chúng ta cũng đã từng nói tới cái gói hỗ trợ mà 3,3 nghìn tỷ đô la đề xuất bởi đảng Dân Chủ. Bây giờ thì đi tới đâu? Tại vì thứ hai này thì Quốc hội sẽ trở lại làm việc sau cái kỳ nghỉ, và cái thời gian rất là ngắn để mà cả hai bên đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ có thể là đàm phán và bắt tay chấp nhận một gói hỗ trợ kế tiếp. Tại vì cái gói hỗ trợ hiện tại thì có một cái phần rất là quan trọng, đó chính là cái tiền thất nghiệp 600 đô mỗi tuần. Đây là tiền thất nghiệp đến từ gói hỗ trợ, tại vì nếu như không có số tiền này thì các bạn thấy được tiền thất nghiệp của tiểu bang thực sự là rất là thấp. Cho nên nhiều người bây giờ thì đưa giả thuyết là có rất là nhiều những người đang trông chờ số tiền 600 đô mỗi tuần này để mà họ trang trải qua tháng. Họ cần số tiền đó để mà trả tiền ngân hàng nếu như mà họ nợ, hay là họ cần cái số tiền đó để mà trả tiền mướn nhà. Khi mà số tiền đó không còn, và các bạn thấy được là số tiền đó sẽ hết hạn vào cuối tháng này, thực ra hết hạn là khoảng một tuần trước cuối tháng, Chúng ta bây giờ đã là ngày 17, 18 tây, hôm nay là ngày 18 tây rồi. Nghĩa là chúng ta chỉ còn không tới 2 tuần nữa là số tiền này sẽ hết. Và nhiều người cho là nếu như cái số tiền này hết sẽ dẫn đến là thị trường sẽ gặp rất nhiều nguy cơ. Tại vì nếu như mà mọi người không có còn tiền để xây sở, mọi người không còn tiền để mà trả ngân hàng, mọi người không còn tiền để mà trả tiền mướn nhà, thì chủ nhà sẽ gặp vấn đề, tại vì họ có thể là đang mượn tiền ngân hàng. Cho nên đây là một trong những cái điều rất là quan trọng mà được tranh cãi hiện tại giữa hai đảng. Đương nhiên là đảng Dân Chủ là người đưa đề xuất để mà tiếp tục 600 đô mỗi tuần cho đến đầu năm 2021. Nhưng mà đảng Cộng Hòa lại không nghĩ đây là một điều tốt. Tại vì đảng Cộng Hòa lại nghĩ là 600 đô mỗi tuần sẽ làm cho nhiều người lười biếng và không đi làm. Thì đúng hay sai thường không nói tới, thường chỉ nói tới là bây giờ cả hai đảng đều khá xa với nhau về cái quan điểm là cứ hỗ trợ kế tiếp sẽ như thế nào. Và ngay cả các bạn thấy được là Tổng thống Donald Trump cũng đã nói là cái gói hỗ trợ kế tiếp ông ta muốn có một phần. Và cái phần đó là chính là cái phần dành riêng cho giảm thuế thu nhập. Đây là một điều mà Tổng thống Donald Trump đã đòi hỏi từ mấy tháng nay. Nhưng mà đảng Dân Chủ thì nói là giảm thuế thu nhập là một điều mà bên đó không chấp nhận. Cho nên các bạn thấy được là thứ hai này khi mà Quốc hội mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ, thì cái thời gian mà hai bên có thể đàm phán và đưa ra quyết định là thời gian rất là ngắn, trước khi mà một kỳ nghỉ kế tiếp lại bắt đầu. Cho nên nếu như mà trong thời gian ngắn đó, thời gian khoảng chừng là 2 tuần mà không đàm phán xong thì có thể phải đợi tới tháng 9 chúng ta mới biết được kết quả này như thế nào. Thì tình hình kinh tế lúc đó ra sao chúng ta cũng không có rõ. Đây là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng sắp sửa xảy ra mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Một điều mà hầu như ai cũng đồng ý ở thời điểm hiện tại đó chính là một số tiền nào đó gửi cho người dân một lần. Và số tiền đó bây giờ nhiều người cho là 1.200 đô. Nhưng mà chi tiết như thế nào chúng ta vẫn chưa có biết. Có giống như lần đầu tiên hay là không chúng ta vẫn không có rõ. Và không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ, các bạn thấy được là ở châu Âu, ở EU thì họ cũng muốn đưa ra một cái gói hỗ trợ đáng giá là 500 tỷ euro, có nghĩa là 570 tỷ đồng đô la để mà bơm vào trong thị trường. Và họ cũng muốn đưa thêm ra 250 tỷ euro, nghĩa là 286 tỷ đô la dùng tiền đó để mà cho những doanh nghiệp mượn. Đây là cái tài liệu liên quan tới châu Âu. Cho nên không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ mà những quốc gia khác, nhiều quốc gia vẫn tiếp tục đưa ra những gói hỗ trợ. Tại vì trong cái thời gian vừa qua chúng ta chưa thấy được sụp đổ kinh tế, chỉ đơn giản là tại vì trước hết là những ngân hàng trung ương giảm lãi suất. Các bạn thấy là tài liệu thường chia sẻ cách đây không lâu là hàng loạt những ngân hàng trung ương đã đưa ra quyết định về các lãi suất trong năm 2020. Và thứ nhì nữa là chính phủ đưa những gói hỗ trợ để cho những doanh nghiệp có tiền để mà trang trải qua cái thời gian này. Và nếu như mà chúng ta tiếp tục thấy cái sự trì hoãn của hỗ trợ kế tiếp thì tình hình kinh tế sẽ ra sao không ai có thể là đoán được. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như chúng ta không nhận được hỗ trợ kế tiếp thì chứng khoán sẽ bắt đầu là dao động mạnh, ngoại trừ là chúng ta nhận được tin tức rất tốt liên quan tới dịch bệnh. Chứ nếu không thì tình hình là chứng khoán lại sẽ đi xuống. Và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu các bạn muốn theo dõi Thuan Capital trên những mạng xã hội, các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này. Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter. Và nếu như bạn là một trader, bạn đang tìm hiểu những sàn giao dịch crypto, thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào, các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuan Capital, dành riêng cho các bạn. Những ưu đãi như là ưu đãi của sàn NFX, ưu đãi của sàn Bybit, đây là hai sàn margin, hay là ưu đãi của sàn Binance và sàn Coinbase. Tất cả chi tiết bấm vào cái link ở phía dưới, các bạn sẽ tìm thấy những cái chi tiết liên quan đến những sàn này. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.